toàn quay ô tô. Để hay quay lại. À, quay với tụt rồi. Ủa ơi, bữa thấy các bạn nữ bán ra đi hả? Dạ. Sao nay bữa thấy các bạn nữ bán ở này sao các bạn tụi em bán? Em mới làm. Mới làm à. Bữa nay bạn nó nghỉ nên em làm thế. À thôi chứ mới bữa bán chỗ khác à, bán chỗ mẹ à, xe khác à. À hay. Bữa em có 7 chiếc em. Em mới làm được mấy ngày à? Mới làm được mấy ngày hả? À. Rồi lấy danh phần đi. Lấy phần 7 viên á. Lấy phần 7 viên á. Gửi tiền luôn à. Chút qua đem vô danh á. Quay thấy cái này hay quay lại. Tấm này hay. Nói chung em cũng làm không đẹp như người ta đâu, tại em mới làm mà. Hả? Em cũng làm không đẹp như mấy anh chị trước đâu. À không đẹp như mấy anh chị trước á hả? Đúng rồi, mấy anh chị trước làm lâu à, rồi. Làm lâu rồi, nó quay bánh đẹp hơn hay sao? Đúng rồi, tại nó nhanh hơn. Nhanh hơn đó hả? Còn em mới làm mà nó chậm không? Thì làm từ từ nó nhanh thôi, gì đâu mới đầu chậm từ từ nó nhanh. Coi ra bạn coi nó biết nó mua bánh rồi. Ủa trước em chạy lo ship hay sao rồi? Dạ. Trước em mới chạy lo ship hay sao mà thấy mặc áo này à? Chứ em có chạy thế bạn. À ý là trước chạy là nghỉ ra hay là còn chạy? Em chưa học. À không biết là cái lo ship này nè, trước em có chạy ngày xưa là có chạy á. À nhưng mà giờ nghỉ rồi hả? Đúng rồi. Nghỉ rồi bán bao tụt. Lo ship đâu ai chạy nữa đâu anh. À giờ không ai thấy ai chạy thì mình nghỉ luôn à. Ngày xưa anh cũng từng chạy lo ship giống em nè. À khá đồng nghiệp á. Mà lâu lắm mà mới thấy có người mặc đồ này nè chứ. Ngày xưa em không từng chạy đâu, nhưng mà em thấy giật khó hot á. Thấy mấy đứa bạn cũng chạy. Tại app rồi nó làm cho em tùm lum á. Ngày xưa đúng rồi, ngày xưa lo ship chạy ngon chứ giờ hay là thấy ít. Thấy không thấy ai hay ra đường thấy không thấy ai hết. Giờ ít người chạy quá. Để thấy Shopee với Nao Phút nó gộp lại chạy được đúng không? Shopee chạy được hơn. Này lo ship này thấy giờ ít người chạy quá. Ra đường. Thấy ai chạy đâu mà. Ra đường thấy ai luôn á. Lâu lâu mới gặp người mặc áo giống em. Ủa vậy em còn đi học à? Đúng rồi. Và bán này bán ca thêm á hả? Hè hè qua bán này thêm hả? À. Thấy công ty này thấy mấy bạn làm nhiều, mấy bạn mà bán thời gian đó làm nhiều. Cái công ty bánh mất bánh tụt rồi nè. Đúng rồi. Sinh viên đi làm nhiều. Sinh viên làm cái này nhiều nè, bán ca mà. Nhưng mà bán nó hơi cực cái dọn dẹp này kia. Ủa anh mới biết có tuyển nam luôn á. Chứ em thấy mấy bữa mà nữ bán không à. Chắc tại đang thiếu nhân viên sao? À đang thiếu người sao tuyển nam luôn ha. Chắc em nghỉ cái này dạ chạy này lâu ha. Nghỉ được năm rồi chưa? À nghĩ lo ship lâu hả? Giờ lo ship người ta nhảy qua khác làm nhiều lắm. Ít có giờ ít hiếm có người chạy đó. Ủa vậy em bán bên cái chỗ này nào chưa? Hay là mới qua đây luôn? Mới qua được như cái đây hai bữa cũng thấy em bán ở đây luôn à. Đúng rồi tại là... mặt em làm bên kia nhưng mà bị chuyển qua đây à, bị chuyển qua đây hả? À bữa thấy cũng có em bán là mặc đồ này luôn nè, tại vì cái chị mà làm ở đây á chắc bao ốp hay sao á, mấy người ốp mà hiếu người á hả? À phải đa phần là sinh viên đi làm mà ngày con là ngày con đi học á, là con ốp à, ngày tao đi học buổi tối tao bán cái này á hả? Em nghỉ hè nhưng mà em à cái hè cái gì phải làm 2k luôn hay sao? Khi là còn em làm full luôn. À toàn làm full luôn hả?
Cái này ở đây tụi em bán tới 10 giờ mới dọn hay là bán mấy giờ? Bán cái xe này hả? Chi nhánh này của em là 10 giờ mới dọn. À 10 giờ mới dọn hả? À, giờ đâu? Chi nhánh là độc lập thì 9 rưỡi. À, à, ở đây dọn cùng quán cà phê luôn mà. Quán cà phê 10 giờ dẹp mà nghỉ em đang của em cũng 10 giờ luôn. Thấy công ty của em thuê ở đây mấy năm rồi đó? Lâu lắm rồi công ty của em á. Bán mới tụt ở đây mấy năm rồi đó? Em mới làm rồi chứ em không biết. Tại anh ở khu này anh biết mà. Cái công ty của em thuê ở đây mấy năm rồi đó? Lâu rồi mày. Em mới làm chắc được tuần hả? À mới được tuần hả? Vậy là em chắc hồi gian trước em nghỉ ở nhà xong rồi em mới đi làm lại không? Không, hồi trước em đi làm nghề khác. À làm nghề khác đó hả? Cà phê rồi, cà phê rồi. À làm cũng nhiều là nghề quá hả? Anh dùng nữa đâu mà. À lấy tương ớt đi. Cái này mới vô ta có mà mình theo xe là mình học luôn, học làm đây luôn hả? À? Hay là ta đào tạo mình? À, học. Là có sẽ có một anh sẽ có một hồi giờ mới học chiên bánh đó hả? À. Là sẽ có một anh làm cái này à, xong rồi làm thành một cái khuôn như hồi nãy em làm á, cái rồi gấp bánh qua đây là em sẽ là người chiên. À đúng rồi. Rồi mình quan sát rồi mình học. Quan sát là mình học cách làm này phải không? À. Anh ở khu này luôn hay sao mà anh hay chạy khu này nè, chạy khu này rồi tao biết ở đây mày lâu lắm rồi, mấy năm rồi, cũng có bạn làm lâu mấy tháng rồi, cũng có người làm lâu. À đúng rồi, cũng có anh xong rồi hả? Rồi cảm ơn em nha. Rồi bạn biết bữa nào ghé ủng hộ bánh tốt. Cái này ra một mẻ bánh cũng lâu ha. Dạ. Quay nó làm ra một mẻ bánh cũng lâu rồi đó. Nhiều người nó làm nhanh lắm mà em mới làm nó lâu. À rồi. Mới làm lâu hả không? Đúng rồi, mấy anh chị trước làm lẹ lắm. Đúng rồi. Làm quen nó thao tác lẹ hơn. Mấy anh chị trước vợ này một đũa không? À. Hai đũa. Đúng rồi, thao tác làm lâu ở quen mà, làm nhanh. Cái này khoảng 3 phút nữa là có à. Đây là mấy anh đang làm lẹo. À là ngày xưa là bạn bè em chạy cái này giới thiệu cho em chạy đó. Cái lo ship này nè. À. Lo ship ngày xưa chạy mấy tiếng kiếm tiền cũng ngon lắm. Giờ đúng rồi. Xưa bả áp lên nổ lên còn gì. Đúng rồi, nổ liên tục mà đi gần không à. Giờ cước nó có nhưng mà cước nó rẻ lắm mà giờ ta nghĩ nhiều. Mà cước rẻ quá. Đúng rồi. Giờ Shopee chạy nhiều quá. Cái này làm thêm thôi chứ ai mà lớn rồi làm này nó không có. Đúng rồi, cái này là làm chữa cháy thôi chứ dạng như kiếm công việc mà làm công ty ngon hơn. Cái này làm thời gian rảnh chữa cháy thôi. Em hồi đó em không được phụ chạy đâu. À. À trời. Em bận áp chạy á chứ em đâu được phụ đâu, em mới có 27. Đúng rồi, chưa đủ tuổi mà ta chưa cho chạy chính thức mà. Trời em mới 17 tuổi à. Ủa giờ mới 17 á hả? Đúng rồi, em mới 27 à. À vậy 17 tuổi mà đi làm vậy cũng hay rồi. Mới đầu em tưởng em hai mấy tuổi không à, ai ngờ là mới 17 tuổi rồi. À.
Cái này là mình đã tính doanh số mà em, hay là tính theo thời gian mình lãnh lương á, tính theo thời gian hay tính theo doanh số mình bán không? Tiếng à, theo tiếng, tính theo tiếng ha. Tiếng là mấy chục. À đúng rồi. Ngày làm 7 tiếng thì nhân lên. À đúng rồi, hay tính theo tiếng giờ ha. Còn mình ngóp ngày nào thì trừ ngày đó. À à. Vậy đỡ hơn chạy lo ship, mà lo ship mà phải chạy từng đơn thì mới có tiền. Rồi tạm biệt em nha, cái gì chúc em làm quen và bán được nhiều. Lại quay lại cho anh em chạy shipper biết có anh lo ship mà bán bánh mực á.